Ôi là trời, các mẫu này sáng được kêu đi mua đồ giảng sáng làm gì chạy về giữa trời vậy? Tại hôm tôi đi để đằng quán được á. Hai vợ chồng kia có lộn quá trời luôn. Cái tôi can nó còn ghen nó quánh luôn nữa. Cậu tôi thấy gì? Tán vợ nó luôn. Làm gì tán vợ ta trời? Tôi tán hai ba cái thì cái nó quay lại nó nói ông làm gì quánh vợ tôi. Nó nói vợ mày mày không thương mất mới gì tao thương. Trời ơi. Nó buông vợ nó ra trời. Được quánh luôn. Nhận vợ nó chịu đau vậy đó mà nó mới bỏ vợ nó ra, nó ngược quánh luôn. Ông bởi vì chuyện gia đình người ta, ông giết á nữa là không được ở đây luôn, người ta đuổi đi luôn vợ nè. Vậy cho vợ nó không thương mất mới gì mà tôi thương. Với giờ lại tôi tán vậy á, đừng cho nó ghen nữa. Trời. Thấy không? Người ta càng càng thôi đi quánh vợ ta luôn trời, ông nội này hết biết luôn rồi. Vậy cái vợ nó sống với nó mà nó còn quánh cỡ đó là tôi với vợ nó có gì đâu. Ủa, tôi tán mấy cái nhủi đầu. Ồ mà nó buông vợ nó quay lại nó có gục quánh tôi trời. Bây giờ bỏ vợ nó rồi nó đâu có còn quánh nữa, nó kiếm được kìa. Trời trời. Ôi ôi. Ui là trời, ông nội phát này, chiều nay không bằng sao mà ngồi trốn đi, này kiếm muốn chết vậy trời. Trời ơi, công nhận cái bà chị nuôi nấu cơm đây là mã không giữ dữ được trời. Làm gì nữa thầy? Thì bà lấy cái nồi lao lao thước của tôi không có đồ chùi. Cái lúc tôi đang cán thước nè, bà đứng gì nè. Tôi lấy cái thước hồn là tôi thọc cho án, bà thép vợ cái đồ khúc. Sạch trơn cái thước luôn, bà chửi má rồi. Ui là trời, hèn chi vô đây trốn rồi hả? Mà tưởng nó kiếm mà tưởng quá trời luôn, làm gì được mà ăn. Vậy chứ ai thì tao lấy người đau xuống rồi chi. Ôi là trời, người ta mặc đồ đẹp đâu đó là hoàng để chùi cái hán người ta dơ cái quần tăng chửi sao được. Bà lấy người đau xuống tôi bà làm cái bờ để cắt bằng côn. Cái thước luôn dơ rồi lấy gì đâu chùi tôi thọc cái hán bà. Bà giật mình bà khét bởi tôi hút sẵn trên cái thước luôn. Ôi là trời, tôi lại rồi, tôi rồi. Trời, chết luôn rồi. Đúng bà. Ôi là trời. Tới giờ luôn, chắc nghỉ nữa quá. Cái gì nữa rồi? Chỉ mới xin việc vô gán mà cài cho có khối lượng cho tao biết mình tay nghề thợ giỏi, tao trả lương cao. Ừ. Hốt. Tao tường phà phà rút băng băng ha, chỉ bắt mức gượt thẳng băng. Khối lượng nhóc nhách hết trơn. Rồi sao? Cho tao định giá lương cao. Bữa tao định giá lương rồi, cái bữa nay nơi nơi cái ông thổng chì. Nó lại mặn gì dẻo bẹt vậy? Sao kỳ vậy? Đúng đó. Phải bắt đầu mặn gì vừa được rồi. Mới vô bằng gì vừa thì tao đâu có nói gì à. Quá trời khối lượng luôn. Bây giờ tao kêu mỗi ngày đều phải vậy đó. Thứ gì chịu nổi. Bây giờ câu đúng không? Bây giờ định giá lên rồi thì câu cái sức đồng bằng nổi. Câu thì ông thấy ít hơn mọi bữa. Ít hơn bữa mới vô á. Rồi ông rồi sụp giá lương. Rồi tiêu luôn. Thứ gì chịu nổi. Mà thì có. Chết luôn. Chết luôn chị. Trời anh mà có về nữa hả? Rồi sao bữa nay đi mặn sao? Cũng bình thường á. Ồ mà tao biết thế à. Làm gì? Không gài cái đầu. Nè nó bắt đầu nó hầm muốn nó nổi ghẻ luôn. Mồ hôi á. Mà bữa nay tao biết thế à. Sao? Tôi buộc cái sợi dây mang cái nón đi theo gì nè. Mà tôi thả ra. Tôi thấy nó giao sạch tới rồi tôi lấy nón tôi để nằm. Nó đi gài cái đầu bỏ ra nữa. Đi đâu tôi na nón cái đó. Trời đất. Nó tôi không hồn. Nó đâu có biết tôi không đội đâu. Mà tôi vừa thấy nó vừa thấy tôi cái đầu nó dùm dùm, nó tính móc điện thoại ra rồi tôi lấy nó để đầu nó đâu có chụp hình kịp đâu. Để bà có 500 ngàn sao. Trời. Mà hơi nó đi ra tôi lọc nữa. Mà nó thấy tôi luôn đó mà nó không làm được gì. Mà hơi tới nó móc điện thoại ra tôi lấy nó để đầu. Trời. Ồ, biết gì không gai. Vậy được rồi. Cái đầu muốn nổi ghẻ luôn đấy trời. Mà chết luôn mà bắt đầu bán nón này. Thôi chị nói cái gì chị nói. Sao mà ông bằng chỗ nào cũng mấy ngày là ông nghỉ à. Rồi bà vợ ông thầu đi chạm xá sao rồi? À có biết đâu, chở bà đi thì tôi về. Đi xong cái sáng sớm bà ngồi có pha cà phê cho mấy lính uống á. Cái tôi cửa sau tôi đi tới. Tôi nói chị, cái bà quay qua mới nhìn tôi cái bà xỉu. Cái nhìn ông giống sư tử quá trời luôn mà, không xỉu sao được. Thôi mà vợ chồng này tôi quế lắm rồi. Sao vậy? Bữa trước thì ông đổi thừa tôi là mằng hồ mà không có tóc cạo râu dù gọn ghẹ. Để hao tốn ba cái hồ ta. Ừ. Ông gà ta la xây dựng sao tốn vật tư tao quá. Thì ra là do cái bộ râu tôi dính vào cái hồ của người ta mới hao tao đó. Thôi không? Râu tôi cái gì dữ trời mà không nói dữ gì. Cái ông nó mới tà lao dữ á. Gỉ râu dính bụi thế như làm dính hồ. Thì
đó, ông nói làm nó dính ba cái hồ, ông kêu tôi hết tóc cậu gõ ghẻ đi hãy đi làm. Ngộ nhưng mà hồ cũng phải hết tóc cậu gâu. Bữa nay tôi quê với bà vợ ông thù ghê trời. Nữa à? Bà hỏi chú mà ngày này lâu chưa? Ừ. Tôi nói 20 mấy năm rồi. Bà nói nhìn chú là biết thợ làm từ nhỏ rồi. Cái tôi nói, ủa em mới vô làm chừng từng nay sao chị biết em là thợ làm từ nhỏ, thợ khéo. Bà nói nhìn thì biết rồi, cái nói chị hay vậy. Bà nói vậy chứ làm ngày có chút mà. Là trời. Tôi tính đâu bà nói làm đồ nhỏ là làm khéo léo bông qua rồi đó. Ai ghè đâu, bà nói tôi vậy nhìn biết rồi, làm ngày có chút mà. Là trời. Quê bà một cái thôi trời, bà nói cái tôi nhục. Ăn đồng tiền cái này mệt chết mẹ, mà ta nói xiên nó xéo không. Rồi thì về. Khổ dữ thiệt. Bây giờ bà phải tính làm sao à? Chứ bắt tôi làm cái này chắc chị không nói nữa. Bằng gì tối ngày vì nó mệt trong mình đó nó... Nhưng mà chọc mắt lại kiểu cái rồi thấy tô hồ nữa làm nữa. Nói trời ơi, mình ngủ rồi mà ta. Thôi bỏ ăn đi đừng làm nữa. Gì mà vòng vòng cũng làm nữa. Rồi ăn đêm nó ngủ nghe được gì đâu. Nó mệt gần chết vậy. Sáng giật mình cái gì cả tới giờ đi làm nữa. Tranh thủ rửa mặt xúc miệng ha. Thì thêm đi cầu. Má ơi, vô trong cầu xem nó bón cái nữa. Mình nếu gán đi cho nó được thì trễ giờ là. Mà nếu đi không được thì vô trong trọng thì chỗ đâu mình vệ sinh. Vô trong công trình đâu có chỗ đâu. Trời ơi trời, nó khó xử gì mà. Cuộc sống gì. Tính lực sao. Quái quá.